Kết quả bán kết thua bạc nhược trước Việt Nam, cả Indo điên loạn chửi rủa khắp Đông Nam Á mỉa mai. Tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Indonesia. Báo chí châu Á đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại trận bán kết lượt về. Tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải AFF Cup 2022 giữa chảo lửa Gelora Bung Karno phủ đầy 70.000 cổ động viên Indonesia cuồng nhiệt. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt được mục tiêu tối thiểu là trận hòa trên sân đối thủ. Trong cái nắng lý thuyết 32 độ C, sân vận động Gelora Bung Karno hầm hập như một lò lửa với gần 90% sức chứa được lấp đầy bởi sắc đỏ rực của cổ động viên Indonesia. Những cam kết của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI chỉ bán 70% trong số 77.193 chỗ ngồi, khoảng 50.000 vé, chỉ đúng trên TV. Con số vé bán ra phải vào khoảng 90% sức chứa và nhiều hơn nữa nếu như khu vực của cổ động viên Việt Nam được bán hết. Đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa tại Thánh Điện này. Chứng kiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á The AFC viết: "Những chiến binh rồng vàng mở toang cánh cửa vào chung kết AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình một cách thuyết phục. Tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành ngôi vô địch AFF Cup lần thứ 3 và cũng là món quà tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi ông chia tay đội vào tháng 1 năm 2023. Cùng lúc, trang chủ AFF Cup 2022 cũng khẳng định tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu trong ngôi vương giải đấu kỳ này với lực lượng nòng cốt có trình độ chuyên môn cao. Bài viết trên trang AFF Cup Mitsubishi Electric Cup cũng bình chọn pha lập công của Hoàng Đức nằm trong top 3 bàn thắng đẹp nhất vòng 2 AFF Cup 2022. Trong khi đó, chuyên mục thể thao của tờ The Star Malaysia đánh giá đội khách hoàn toàn lép vế trước tuyển Việt Nam trong màn so tài trên sân Mỹ Đình. Báo chí quốc tế, trong đó có cả báo chí Indonesia, đều lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Báo điện tử Goal giật tít: "Indonesia may mắn kiếm được một trận hòa tại Việt Nam" và nhận xét: "Các cầu thủ Indo phải may mắn lắm mới cầm chân được đội tuyển Việt Nam với một tỷ số hòa." Theo Goal, Indonesia hầu như chỉ biết phòng ngự trong hiệp 1 và hầu như không có lấy nổi một cơ hội ghi bàn về phía cầu môn Việt Nam sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Giống như Goal, hãng thông tấn Reuters cũng lên tiếng khen ngợi thầy trò ông Park và dùng từ ao trình để nói về Indonesia sau những pha tấn công liên tục của tuyển Việt Nam. Theo Reuters, hàng thủ được đánh giá là thuộc hàng top khu vực của Indonesia đã thi đấu rất lúng túng và vất vả trước Việt Nam dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà. Còn với báo chí Indonesia, tràn ngập trên các trang báo của họ là từ nguyên rủa huấn luyện viên Indonesia. Trong bài viết có nhan đề: "May mắn giúp bầy sư tử chiếm lợi thế, hòa 0-0 ở trận lượt đi, nhưng không thể cứu họ ở Thánh Điện Mỹ Đình", tờ Just Time bình luận: "Indonesia đã quá may mắn khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Nhưng về sân Mỹ Đình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chứng tỏ một điều rằng trận hòa tại sân Indo chỉ là một trận hòa tai nạn. Về lại Mỹ Đình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã cho Indo biết thế nào là đối đá tấn công, biết thế nào là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á." Just Time đánh giá rằng chỉ có tài năng của thủ môn và sự may mắn mới giúp họ cầm hòa được đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Theo Just Time, cả tuyến giữa lẫn hàng công Indonesia đều gần như tê liệt trước Việt Nam và đúng là họ đã thật may mắn khi có được kết quả hòa trong trận lượt đi. Tiền đạo Indonesia thú nhận: "Tôi đồng ý rằng Indo đã chơi một trận rất kém." Còn trung vệ Indo than thở: "Ai cũng thấy Việt Nam đã chơi quyết tâm đến thế nào. Họ liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành Indo. Tấm vé vào trận chung kết xứng đáng với họ. Nhìn lại hành trình 5 năm vĩ đại của thầy Park với bóng đá Việt Nam." Mới đây nhất, ngày 17 tháng 10, trang chủ VFF đưa tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang-seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Việc này đồng nghĩa giải AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhìn lại hành trình mà ông Park Hang-seo nắm giữ vị trí huấn luyện viên của Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, ông Park đã cùng bóng đá Việt Nam gặt hái rất nhiều danh hiệu, thành tích nổi bật từ cấp độ Đông Nam Á đến châu Á. Càng ngày, ông càng tạo ra được nhiều niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam từ năng lực chuyên môn đến thể hiện ngoài sân cỏ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từ từ lấy được cảm tình của tất cả mọi người. Thầy Park đến với Việt Nam tất cả bởi hai chữ duyên may. Bước ngoặt của bóng đá Việt Nam diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại sân vận động FIFA World Cup 2002, thủ đô Seoul, Hàn Quốc,
đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tiến hành đàm phán với ông Park Hang-seo đến để dẫn dắt đội tuyển U23 trở thành thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau đó, những thông tin về ông Park Hang-seo được công bố rộng rãi khắp truyền thông hai nước Hàn Việt. Thời điểm đó, những gì mà cổ động viên Việt Nam biết về huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ là những thông tin ấn tượng nhất. Ông từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Woo Hyun-jin giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Ông đến với Việt Nam trong tầm thế nhận được rất nhiều câu hỏi, sự nghi ngờ bởi ông chưa có thành tích gì nổi bật, không thể phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc. Người để lại nhiều dấu ấn trong thương vụ đưa huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt Việt Nam là Bầu Đức. Thời điểm đó, Bầu Đức đã xin từ chức phó chủ tịch VFF bởi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 2017. Tuy nhiên, với mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam, Bầu Đức đã tìm hiểu và đề xuất cái tên Park Hang-seo. Bầu Đức cũng là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo với số tiền tính cả thuế là gần 800 triệu đồng một tháng. Hành trình trở thành thuyền trưởng vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Vừa đúng 5 năm ngồi vào ghế nóng của bóng đá Việt Nam, trải qua hàng chục giải đấu, ông Park đã để lại hàng loạt cột mốc lịch sử. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, từ giải giao hữu hay chính thức đều có giá trị quan trọng như nhau và ông luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam ngày 10 tháng 11 năm 2017. Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Trận đấu đó, chúng ta giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 và chính thức giành vé dự Asian Cup 2019. Thời điểm đó, nhiều người nói vui rằng ông Park may mắn vì trận đấu cầm quân đã có thành tích. Giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Park cầm quân ngay từ đầu là vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ông Park đã cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn Thường Châu với việc giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đây cũng được xem là chiến tích mở ra kỷ nguyên thành công của bóng đá Việt Nam. Với lứa cầu thủ tài năng như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, ông đã giúp U23 Việt Nam tiếp tục giành hạng tư ASEAN 18. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Á Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Bóng đá Việt Nam chính thức là đại diện xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á khi bước ra sân chơi khu vực trong 3 năm trở lại đây. Liên tiếp tạo nhiều chấn động ở sân chơi khu vực, huấn luyện viên Park Hang-seo bị nhiều đối thủ khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Myanmar nghiên cứu lối chơi. Thế nhưng, ông vẫn miệt mài cống hiến, thay đổi lối chơi liên tục cùng các chiến binh áo đỏ sao vàng, chinh phục những tầm cao mới, đem về những vinh quang chưa từng có cho nền bóng đá nước nhà. Hai tấm huy chương vàng tại SEA Games 30 2019 và SEA Games 31 năm 2021 chính là hai cột mốc đáng nhớ trong hành trình đồng hành của bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. 5 năm, sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã duy trì lợi thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Tổng cộng cả hành trình, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 74 trận dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, trong đó có 39 chiến thắng, 16 trận hòa và 19 lần nhận thua. Chặng đường 5 năm cũng không quá dài, không quá ngắn, nhưng đầy ắp những cảm xúc vinh quang và hạnh phúc của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn ông, Park Hang-seo. Trước đó, thầy Park và VFF đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm vào tháng 11 năm 2021. Bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 1 năm 2023. Mong rằng những tháng ngày cuối cùng làm việc tại Việt Nam, thầy Park sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Chia sẻ sau khi kết thúc hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết mình sẽ luôn ghi nhớ hành trình 5 năm với bóng đá Việt Nam. Ông Park cũng không quên gửi lời cảm ơn với người hâm mộ. Ông Park cho biết, tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi. Có thể nói, những đóng góp to lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho nền thể thao Việt Nam, ông thật sự xứng đáng với hai từ người hùng mà người hâm mộ thường gọi. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một cái tên được rất nhiều người quan tâm. Nhắc tới những lời khen ngợi có cánh kể từ khi ông cùng học trò lập được chiến công ở Thường Châu năm 2018. Cũng từ đó đến nay, ông và lứa học trò của mình đã tạo ra rất nhiều chiến tích vĩ đại, bàn thắng đẹp ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo
đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn những gì vị thuyền trưởng tuyệt vời đã mang đến cho bóng đá Việt Nam. Người dân Việt Nam ghi nhận và mãi mãi trân trọng những cống hiến của ông cho nền thể thao Việt Nam. Xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn những gì ông đã mang lại cho Việt Nam.